Cô chào các bạn trường tiểu học Trung Nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tập đọc Mời vào. Mời các bạn mở sách tiếng Việt trang 94. Bài tập đọc Mời vào kể về một ngôi nhà rất hiếu khách, niềm nở đón các vị khách đến chơi. Vậy các bạn hãy nhìn vào tranh để biết xem những người bạn tốt đó là ai. Bây giờ các bạn sẽ nghe cô đọc. Để biết được những người bạn tốt đó rủ nhau làm những công việc gì nhé. Mời vào. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là thỏ. Nếu là thỏ, cho xem tai. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là nai. Thật là nai. Cho xem gạt. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là gió. Xin mời vào, khiển trên cao, vào trong cửa. Cùng soạn sữa, đón trăng lên, quạt mát thêm, hơi biển cả, reo hoa lá. Đẩy buồm thuyền, đi khắp miền, làm việc tốt, võ quản. Ở bài tập đọc này được chia làm 3 đoạn. Cô mời các bạn luyện đọc đoạn thơ thứ nhất. Mời vào. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là thỏ. Nếu là thỏ, cho xem tai. Cô mời các bạn đọc. Đoạn thơ thứ hai. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là nai. Thật là nai. Cho xem gạt. Cô mời các bạn đọc. Đoạn thơ thứ ba, trước tiên các bạn đọc cho cô những từ ngữ sau đây. Kiển, chân, soạn, sữa, buồm, thuyền. Kiển chân là nhón chân, gót không chạm đất. Soạn sữa là lo sắp xếp, chuẩn bị việc gì đó. Các bạn luyện đọc đoạn 3. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là gió. Xin mời vào. Kiển chân cao. Vào trong cửa. Cùng soạn sữa. Đón trăng lên. Quạt mát thêm. Hơi biển cả. Reo hoa lá. Đẩy buồm thuyền. Đi khắp miền. Làm việc tốt. Võ quản. Cô mời các bạn đọc. Sau khi đã luyện đọc đoạn, cô mời các bạn luyện đọc cả bài. Mời vào. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là thỏ. Nếu là thỏ, cho xem tai. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là nai. Thật là nai. Cho xem gạt. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là gió. Xin mời vào. Kiển chân cao, vào trong cửa, cùng soạn sữa, đón trăng lên, quạt mát thêm, hơi biển cả, reo hoa lá, đẩy buồm thuyền, đi khắp miền, làm việc tốt, võ quản. Cô mời các bạn đọc. Cô mời các bạn trường tiểu học Trung Nhất thư giãn một chút. Vừa rồi chúng ta đã luyện đọc bài. Để nắm bài tốt hơn nữa thì các bạn cần tìm hiểu nội dung bài. Cô mời các bạn theo dõi đoạn thơ sau. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Ôi là thỏ. Nếu là thỏ, cho xem tai. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là nai. Thật là nai. Cho xem gạt. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó?
Tôi là gió, xin mời vào, kiễng chân cao vào trong cửa. Cho cô biết những ai đã đến gõ cửa ngôi nhà. Kết quả của cô như sau. Thỏ, nai và gió đã đến gõ cửa ngôi nhà. Tiếp theo, cô mời các bạn theo dõi đoạn thơ sau. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là gió, xin mời vào, kiễng chân cao vào trong cửa, cùng soạn sữa, đón trăng lên, quạt mát thêm, hơi biển cả, reo hoa lá, đẩy buồm thuyền, đi khắp miền, làm việc tốt. Cho cô biết gió được chủ nhà mời vào để làm gì? Kết quả của cô như sau. Gió được chủ nhà mời vào để cùng soạn sữa, đón trăng lên, quạt mát thêm, hơi biển cả, reo hoa lá, đẩy buồm thuyền, đi khắp miền, làm việc tốt. Bài tập đọc mời vào kể về một người chủ nhà rất hiếu khách, niềm nở, đón những người bạn tốt đến chơi. Về nhà các bạn nhớ ôn lại kiến thức vừa mới học. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau.